Trên đá quý Tâm Phúc Khánh xin kính chào quý vị các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua, trên đá quý Tâm Phúc Khánh có nhận được nhiều comment và email. Có rất nhiều quý vị và cô bác anh chị hỏi để cách xem năm tháng ngày giờ làm nhà. Thì ở trong trước đây thì Tâm Phúc Khánh đã có làm một cái video hướng dẫn về cách chọn năm làm nhà. Tuy nhiên để cho quý vị các bạn có thể tường minh và nghiên cứu kỹ hơn thì chúng tôi đã quyết định biên soạn lại tài liệu về hướng dẫn chi tiết cách chọn năm tháng ngày giờ làm nhà. Thì ở trong video này chúng tôi sẽ lấy ví dụ cụ thể để cho quý vị và các bạn tường minh hơn, và quý vị và các bạn có download và tải tài liệu tại mô tả của video này, chúng tôi đã để đường link ở dưới. Quý vị có thể tải về để nghiên cứu. Đó là một tài liệu hoàn chỉnh. Nếu quý vị và các bạn có nếu không tiện download hoặc là không có thời gian thì hãy comment lại email để chúng tôi có thể gửi tài liệu đến cho quý vị và các bạn. Còn hôm nay chúng tôi sẽ lấy cái ví dụ cụ thể của một anh chị Lâm, anh đã comment ở dưới cái video hướng dẫn chọn năm làm nhà. Quý vị và các bạn nên đọc tài liệu trước khi mà xem cái video này, sau khi đọc tài liệu nghiên cứu kỹ thì xem lại video hướng dẫn chọn năm tháng ngày giờ làm nhà của quý anh chị Lâm với câu hỏi của quý anh chị Lâm để quý vị có thể các bạn tường minh hơn. Và sau đây chúng ta sẽ đi về chi tiết phân tích về chọn năm tháng ngày giờ làm nhà cho câu hỏi của quý anh chị Lâm. Thì anh chị Lâm anh có hỏi là anh sinh năm Đinh Mùi, sinh ngày 22 tháng 5 năm 1967, tháng nào năm nào xây được nhà, năm nay còn 2 tháng cuối năm thì có làm nhà được hay không, hay năm nào được. Thì với câu hỏi của anh thì tranh đa quý Tâm Khánh xin chia sẻ như sau và tư vấn như sau. Quý vị và các bạn sau khi nghiên cứu tài liệu xong thì cũng sẽ phải làm theo những bước ở trong video này. Video này thì chúng tôi đã tổng kết lại tất cả các cái bước hướng dẫn ở trong tài liệu mà quý vị có thể download sau đây. Ở dưới mô tả của video này thì nó cũng có trình tự như thế này. Thì quý vị và các bạn có thể tham khảo. Đầu tiên thì chúng ta sẽ ghi thông tin về chủ nhà. Gồm họ và tên thì anh là Trịnh Lâm. Năm sinh của anh là 1967, tức là năm Đinh Mùi. Mệnh quái là mệnh Càn, mệnh niên là mệnh Thủy, nước Thiên Hòa. Anh định làm nhà vào 2 tháng cuối năm 2018, tức là tháng 11 và tháng Chạp âm lịch năm 2018. Tiếp theo chúng ta sẽ xét năm làm nhà cho anh. Năm làm nhà thì chúng ta sẽ xét về Kim Lâu và năm Sát. Như vậy chúng ta sẽ xét tiếp là năm xét Kim Lâu cho tuổi của anh này. Anh Trịnh Lâm đến trước tháng sinh của năm Mậu Tuất 2018 là 52 tuổi. Thì khi tra bảng Kim Lâu, cái bảng Kim Lâu này chúng tôi đã đính kèm hết ở trong tài liệu mà quý vị có thể download về ở trong tài liệu được giới thiệu cho quý vị các bạn. Thì khi tra bảng Kim Lâu thì 52 tuổi không phạm Kim Lâu. Tuy nhiên sau tháng sinh là 53 tuổi thì anh bước sang tuổi 53 thì là phạm Kim Lâu kinh tế, ảnh hưởng đến chuyện làm ăn, buôn bán, kinh doanh, đầu tư. Xét về năm Sát, quý anh tuổi Mùi, tra bảng tính Sát, hợi Mão Mùi thì Sát Tuất. Năm nay là 2018 Mậu Tuất. Do vậy, nếu anh làm nhà sẽ phạm năm Sát. Như vậy là kết luận là quý anh không thể làm nhà vào năm 2018 được. Do vậy là 2 tháng cuối năm anh cũng không làm được. Tiếp theo sẽ tìm năm nào làm nhà được cho quý anh. Khoảng thời gian từ 22 tháng 5 2018 đến 22 tháng 5 2019, anh vẫn trong tuổi 53, tức là cái tuổi phạm Kim Lâu kinh tế, nên trong khoảng thời gian này anh vẫn chưa thể khởi công làm nhà được. Bây giờ xét sau tháng sinh, tức là từ tháng 6 trở đi ấy, năm 2019 Kỷ Hợi, anh bước sang tuổi 54, tính tuổi âm ạ. Khi tra bảng Kim Lâu thì 54 không phạm Kim Lâu nào cả, tức là mình sẽ được yếu tố thứ nhất là không phạm Kim Lâu sau tháng sinh. Xét về xung hình, năm 2019 Kỷ Hợi, năm Kỷ Hợi không xung và không hình với tuổi Mùi.
Như vậy đã được yếu tố thứ hai. Xét sát, xét năm sát ấy, thì tra bảng sát ta thấy tuổi Hợi Mão Mùi sẽ gặp sát vào năm Tuất. Năm 2019 là năm Hợi nên quý anh tuổi Mùi không phạm sát, được yếu tố thứ ba. Tuy nhiên là anh chỉ làm nhà được 6 tháng sinh thôi ạ, bởi vì trong cái từ tháng 5 2018 cho đến tháng 5 2019, tuy là sang năm 2019 không phạm phạm năm sát nhưng mà anh lại đang trong độ tuổi Kim Lâu nên cũng không làm được trong cái thời gian đấy. Như vậy chúng ta làm được từ 6 tháng sinh thôi. Tiếp theo là năm Kỷ Hợi hành Mộc của anh mệnh Thủy. Vậy là Thủy sinh Mộc nên là được. Như vậy là kết luận thứ nhất là năm 2019 quý anh có thể khởi công làm nhà vào sau tháng sinh, tức là từ tháng 6 năm 2019 trở đi ạ. Thứ hai, chúng ta sẽ chọn tháng làm nhà năm 2019 cho quý anh. Một là nếu anh chọn tháng 6 âm lịch, tháng này là tháng Mùi, tra bảng chọn tháng tốt để khởi công, ta thấy năm làm nhà năm nay là Hợi bị phạm sao Pháp Trường, sao xấu nên không khởi công làm nhà nào vào được tháng này. Thứ hai, nếu anh làm vào tháng 7, tra bảng thấy phạm sao Điên Cuồng cũng rất xấu nên loại. Thứ ba là nếu anh làm vào tháng 8 là tháng Dậu, làm vào nhà năm Hợi có sao Phúc Đức rất là tốt. Hơn nữa không phạm sát nên anh có thể khởi công làm nhà vào tháng 8 âm lịch năm 2019. Nếu làm nhà vào tháng 9, tháng Tuất gặp tháng sát nên không làm được. Tháng 10, tháng Hợi không sát, không xung, hình. Được sao tốt tấn tài nên có thể khởi công làm nhà vào tháng này. Tháng 11, tháng Tý gặp sao xấu trường bệnh, không làm được. Tháng 12, tháng Sửu gặp sao tố tụng, xấu cung, không làm được. Như vậy là kết luận thứ hai là quý anh có thể khởi công làm nhà vào tháng 8 âm lịch, tức là tháng Dậu, tháng 10 âm lịch, tháng Hợi năm Kỷ Hợi 2019. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn ngày khởi công cho quý anh. Các bước chọn ngày khởi công thì gồm có: thứ nhất là chúng ta phải xét xung can chi, thứ hai là xét tương hình theo địa chi, thứ ba là tránh ngày thụ tử cộng sát chủ. Sát chủ này thì chúng tôi đã có tất cả trong tài liệu đính kèm, gửi quý vị các bạn có thể download về để xem. Còn trong ví dụ này chúng ta sẽ làm tổng kết thôi. Đó, quý vị cần cần lưu ý nhé, quý vị cần phải đọc tài liệu trước, sau đó mới xem cái clip này thì quý vị sẽ hiểu rõ hơn. Và chúng ta đi tiếp. Thứ tư là tránh ngày giờ sát. Thứ năm là chọn ngày theo lịch vạn niên. Lịch vạn niên thì quý vị có thể ra hiệu sách hoặc là một cái tiệm sách nào đó. Chúng ta sẽ mua lịch vạn niên năm 2019 để về tiện tra ngày tốt xấu. Và thứ sáu là kiểm tra các sao xấu trong ngày. Bây giờ sẽ đi vào diễn giải chi tiết cho các mục ở trên này. Thứ nhất là xét xung can chi ạ. Quý anh Trịnh Lâm sinh năm 1967 là Đinh Mùi, có hàng can là Đinh và hàng chi là Mùi. Tra bảng quan hệ hợp xung của thiên can ta thấy các cái bảng này là chúng tôi đều đã đính kèm vào trong tài liệu hết ạ, nên là quý vị có thể tra trong đấy. Tóm lại là quý vị cần phải đọc tài liệu trước khi xem cái video clip này, hoặc là xem xong thì quý vị cần phải xem lại, xem đi xem lại clip này thì có thể là quý vị sẽ hiểu hơn và có thể thực hành cho mình. Như vậy ta tra bảng quan hệ xung thiên can ta thấy là Quý xung Đinh. Bảng tương xung địa chi ta thấy Sửu xung Mùi. Như vậy cần tránh ngày khởi công là các ngày Quý và Sửu. Xét về tương hình theo địa chi, tra bảng địa chi tương hình ta thấy là Mùi hình Tý, như vậy cần tránh ngày Tý. Thứ ba là tránh ngày thụ tử sát chủ. Nếu khởi công vào tháng 8 âm lịch, ngày thụ tử cộng sát chủ là các ngày Mùi cộng Hợi, như vậy cần tránh các ngày này. Nếu khởi công vào tháng 10 âm lịch, ngày thụ tử sát chủ là các ngày Thân cộng Dậu, cần tránh các ngày này. Thứ tư là tránh ngày giờ sát. Năm Đinh Mùi sát Tuất cần tránh ngày giờ Tuất.
Tiếp theo, quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cần phải chọn theo lịch vạn niên. Như vậy là chọn ngày theo lịch vạn niên này, nếu quý anh khởi công nhà vào nửa đầu tháng 8, tôi chẳng hạn ví dụ là anh có ý định như thế. Đấy, còn tùy từng trường hợp thì chúng ta sẽ xem xét sau. Nếu quý anh khởi công làm nhà vào đầu tháng 8 âm lịch chẳng hạn, đối chiếu với bảng chọn ngày hoàng đạo, thì bảng này chúng tôi đã cũng gửi theo đường link tài liệu hướng dẫn có trong mô tả ở ngay dưới video này. Quý vị có thể theo đường link đấy để tải về và nghiên cứu. Như vậy đối chiếu với bảng chọn ngày hoàng đạo năm Kỷ Hợi 2019, ta có các ngày sau đây. Đây là những các ngày hoàng đạo: ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Dần, ngày mùng 5 tháng 8 Quý Mão, xung thiên can với tuổi người làm nhà loại bỏ. Ngày mùng 8 tháng 8 ngày Bính Ngọ, ngày mùng 9 tháng 9 ngày Đinh Mùi, ngày Thụ Tử loại bỏ. Ngày 11 tháng 8 ngày Kỷ Dậu và ngày 14 tháng 8 ngày Nhâm Tý, ngày này hình với tuổi chủ nhà nên ta cũng loại bỏ. Như vậy trong 6 ngày hoàng đạo ở trên thì ta chỉ chọn được 3 ngày hoàng đạo để khởi công là ngày mùng 4 tháng 8, ngày mùng 8 tháng 8, ngày 11 tháng 8 năm Kỷ Hợi 2019 cho quý anh chị Lâm. Để chọn được các ngày tốt nhất trong 3 ngày trên, chúng ta sẽ phải tra bảng sao tốt xấu. Thì về nguyên tắc phân tích sao cho các ngày để chọn những ngày tốt, ngày bỏ những ngày nhiều sao xấu, ngày có sao kỵ xây dựng và kỵ động thổ. Trước tiên chúng ta sẽ tra phụ lục 3B là các sao xấu trước. Đầu tiên là vào ngày 4 tháng 8 năm Nhâm Dần có các sao xấu như sau. Thứ nhất là kiếp sát. Về tính chất thì là sao kỵ xây dựng, xuất hành, giá thú và an táng. Thứ hai là hoàng sa, xấu đối với xuất hành. Ngày mùng 2 tháng 8 Bính Ngọ có các sao xấu như sau. Thứ nhất là địa phá, về tính chất kỵ xây dựng. Thiên cương, diệt môn, xấu mọi việc, kỵ mọi việc. Băng tiêu ngọa hãm, xấu mọi việc. Lỗ bàn sát, kỵ làm nhà, cất nóc. Địa tặc, xấu đối với làm nhà, an táng động thổ, xuất hành. Cửu thông, kỵ xuất hành, cầu tài, khai trương. Ngày 11 tháng 8 năm Kỷ Dậu có các sao xấu như sau. Thổ phù, thổ cẩm, kỵ xây dựng, động thổ. Nguyệt kiến chuyên sát, kỵ động thổ. Thiên ngục, thiên hỏa, xấu mọi việc, lợp nhà. Tiểu hồng sa, xấu mọi việc. Nguyệt hình, xấu mọi việc. Phù đầu sát, xấu mọi việc. Tại tra bảng sao tốt tại phù lục 3A cho ngày trên, ta thấy thứ nhất là trong ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Dần có các sao tốt là Thiên Đức tốt mọi việc, Thanh Long tốt mọi việc, Giải Thần tốt cho việc tế tự tố tụng, giải oan, đặc biệt là giải trừ được các sao xấu, và Sát Cống tốt cho mọi việc, có thể giải được các sao xấu trừ Kim Thần Sát. Trong ngày mùng 8 tháng 8 Bính Ngọ có các sao tốt là Phúc Sinh tốt mọi việc, Tuế Hợp tốt mọi việc, Hoàng Ân tốt mọi việc, Thiên Tài tốt cho việc cầu tài khai trương. Thứ ba là ngày 11 tháng 8 Kỷ Dậu có các sao tốt là Thiên Hành tốt mọi việc, Quan Nhật tốt mọi việc, Ích Hậu tốt mọi việc, nhất là giá thú và di chúc. Như vậy kết luận cho phần chọn ngày động thổ trong 3 ngày trên thì quý anh chỉ được chọn ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Dần là ngày tốt nhất để động thổ. Hai ngày còn lại ngày mùng 8 và ngày 11 rất nhiều sao xấu kỵ xây dựng nên loại. Và cuối cùng là chúng ta sẽ chọn giờ động thổ. Chọn giờ động thổ cho ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Dần. Như vậy là tuổi Đinh Mùi cần tránh các ngày giờ xung, hình và sát, đó là các ngày giờ Sửu, Tý và Tuất. Ngoài ra, tra bảng tránh giờ không vong cộng sát chủ, ta cần tránh các giờ Dần, Mão, Hợi. Tiếp theo tra bảng chọn giờ hoàng đạo mà không phạm các giờ cần tránh ở trên, ta có các giờ sau đây. Thứ nhất là giờ Thìn, từ 7 đến 9 giờ là giờ Kim Quỹ hoàng đạo.
Thứ hai là giờ Tỵ từ 9 đến 11 giờ, tức là ngày từ giờ Kim Đường Hoàng Đạo. Thứ ba là giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, tức là giờ Ngọc Đường Hoàng Đạo. Như vậy là chúng ta đã chọn được năm tháng ngày giờ làm nhà cho quý anh Trịnh Lâm. Ở đây chúng ta sẽ ra một kết luận tổng hợp sau khi quý vị và các bạn đã tìm được năm tháng ngày giờ làm nhà, thì mình sẽ ra một kết luận tổng hợp về cho cái công việc khởi công làm nhà của mình. Như vậy kết luận tổng hợp về cho ngày giờ làm nhà khởi công cho quý anh Trịnh Lâm như sau. Quý anh Trịnh Lâm sinh năm 1967 Đinh Mùi có thể khởi công xây nhà vào giờ Thìn hoặc giờ Tỵ hoặc giờ Mùi, tức là tùy tính chất công việc của anh có thể chọn 3 giờ trên cho nó hợp lý với công việc là được. Vào ngày mùng 4 nhâm dần tháng 8 Quý Dậu và năm Kỷ Hợi 2019. Đấy. Như vậy là đã tìm được năm tháng và ngày khởi công làm nhà cho anh. Ở đây chúng tôi đang xét về anh có ý định làm trong tháng 8 thôi, còn tháng 10 thì cũng tương tự như thế, chúng ta sẽ xét theo tài liệu sau khi chúng ta đã nghiên cứu được. Như vậy là quý vị và các bạn đã theo dõi xong một cái ví dụ cụ thể rất là chi tiết về cách chọn năm tháng ngày giờ làm nhà. Đây là một câu hỏi của anh Trịnh Lâm, anh có comment và hỏi chúng tôi như vậy. Thì chúng tôi xin đưa ra tư vấn như thế. Thì anh có thể tham khảo để khởi công làm nhà. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip. Hy vọng rằng với video clip này cùng với tài liệu kèm theo sẽ giúp quý vị có một cách nhìn nhận tường minh hơn